tiến hành test cho tất cả các bác cùng nghe một con đầu CD 228 SD của Sony nhé, kèm luôn với cả khiển học đây, đọc rất là tốt. Thật ra em đầu này với cái mức giá thành chỉ có 2,6 triệu thì rất là hợp lý rồi. Toàn những cái linh kiện tốt thôi, các bác có thể thấy, và rất nhiều những cái hay ho, cũng như rằng là em đầu đọc rất là nhanh. Mời các bác cùng nhau trải nghiệm và theo dõi những cái thao tác của em để cảm thấy rằng là nó đọc tốt đến mức nào nhé. Ở đây thì có một cái đường chỉnh volume âm lượng to nhỏ luôn. Đó, một cái đĩa phôi phono bình thường thôi. Các bác có thể thấy là đầu đọc cực kỳ hiệu quả. Mời các bác cùng nhau nghe. Làm sao